Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua cao cấp mới về bên em, thương hiệu Iwama. Đây là chiếc thứ hai về bên cửa hàng bên em. Thì trước đây em có về một chiếc dòng road bike đua cao cấp thương hiệu Iwama, đến từ thương hiệu Nhật, với tông màu chủ đạo là tông màu xanh đen full carbon, cấu hình đồ full tia gra. Và bây giờ xin mời các bạn giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên các bác, khung các bác đây thì bác chỉ cần lên trên mạng gõ model của xe Iwama AR7009 thì nó ra tất cả những trang web chính hãng của Iwama đây. Đấy, rất nhiều trang web chính hãng của Iwama. Thì em sẽ lấy một ví dụ vào trang web chính hãng của dòng trang web chính hãng của Nhật Bản, Overview Auction. Đây là một trang web đấu giá trên Nhật Bản mà thường các bác thường thấy. Đây là cái mẫu Iwama 7009, cũng là cái tông màu xanh đen giống bên nhà em. Đây là khung không thôi, bên thị trường Nhật. Khung nó để luôn số cân nặng trên khung. Khung là 1465g, là 1,4 cân. Trang web này đấu giá rất nhiều những đồ cá nhân luôn nhá, xe đạp cũng có đấy, tất cả các hãng xe đạp thể thao đều có trên trang web đấu giá của thương hiệu Nhật. Đấy, mã của xe là mã AR7009. Vâng, từ các bác thấy những dòng xe Iwama trước đây thường xuất hiện trên những dòng xe Nhật bãi, thì nay em về một chiếc xe Iwama đời mới cao cấp full carbon. Model xe là AR7099. Các bác chỉ cần lên trên mạng để gõ thêm để tìm hiểu thêm chi tiết về chiếc xe. Trước đây em có về một chiếc Iwama rồi, và đây là chiếc thứ hai về cửa hàng bên em, với cái tông màu là xanh đen. Màu xanh là chủ đạo, màu đen là những cái điểm nhấn 3D carbon trên khung hình các bác đây. Đấy, cái đường vân 3D nó gợn sóng trên khung xe, làm tạo nên nổi bật cho khung hình của xe. Khung carbon thì em vừa giới thiệu qua. Thì đây, những cái dòng xe mẫu Iwama thường được xuất hiện trên những trang đấu giá cá nhân của thương hiệu website của bên Nhật. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Ulo 6061, cổ phốt ghi đông nhôm. Một trong những thị trường Nhật mà không còn gì xa lạ đối với các bác là xe đạp thể thao. Hãng Iwama này sản xuất xe đạp và rất nhiều đồ cá nhân, đồ điện tử. Xe sử dụng cái bộ tay lắc chính hãng của Shimano Tiagala. Bên phải em được sử dụng với bay tay lắc. Bên tầng đĩa cũng chính hãng của Shimano Tiagala. Đằng trước phanh sử dụng nó cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagala. Càng carbon chính hãng luôn bản theo xe, càng của Iwama. May ơi nhôm, vành nhôm, spin oxy, vành nhôm hai lớp. Cái vành này các bác nhá, các vành này các bác phải đi trên mạng để tham khảo thêm. Cái vành này chuyên dòng chỗ dòng xe Nhật bãi này. Spin oxy SL, sử dụng lốp cao cấp của Hammett in Germany, lốp của Đức các bác nhá, lốp hiệu Đức, lốp Đức hãng Game Continental, nhưng mà là của bên Đức. Đấy, có gì nữa. Hammett này, in Germany. Model xe các bác chỉ cần gõ là Iwama AR7009. Trên khung là có đo chiều cao frame phim 49, sân tổ tốt. Các
Cạt đĩa của Shimano Tiagra, đùi đĩa của Shimano Tiagra, cọc yên nhôm, yên nguyên bản theo xe, yên là yên của Sava cũng nhá, yên Sava. Cụm phanh ba mảnh chính hãng của Tiagra trước và sau, sử dụng với phun ngừa đút chính hãng của Tiagra, củ đề là củ đề Shimano Tiagra. Trang bị với 10 tầng lip. Vành đằng sau là vành Speed Technology SL. Sử dụng lốp Contra Sport Continental, lốp hiệu trước sau. Xe có đánh giá còn rất là đẹp. Người chủ cũ đi rất là giữ gìn chiếc xe. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 49. Chiều cao ngang khung là size 450. Còn size F thì cả con là 1m6 đến 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin hỏi nhà chi tiết hoạt động của xe. Lên lip rồi. Xe trang bị với 10 tầng lip. Chuẩn động rất chân chu mượt mà nữa nhá, rất là êm, đúng lip này, rất là bền, một trong những thương hiệu của thương hiệu Nhật, Aima. Bên tay phải em thường sử dụng với hai tầng đĩa của Tiagra xuống đĩa, gạt đĩa Tiagra lên đĩa. Rất là bon xe. Xe còn rất là mới. Những bác nào ưa thích những dòng xe Nhật thì đây là một lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Xe rất là nhẹ bác nhé. Khung rất là nhẹ. Cả bộ khung của xe chỉ là cân tư thôi. Còn tổng trọng lượng xe thì em không rõ. Vâng, em vừa lại đã đánh giá tổng thể xong chiếc xe Aima AR7009 99. Đây là một trong những dòng xe thương hiệu ở Nhật rất là lâu đời rồi. Xe rất là mới, full carbon, cấu hình full Tiagra. Và xe giá gốc bên em là 14.8 triệu, báo sức toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Và hẹn gặp lại các bạn ngày mai.